chọn tuổi xông đất, xông nhà đầu năm mới 2023 cho gia chủ tuổi Mậu Dần, người sinh năm 1998. Trước khi tìm tuổi xông đất, xông nhà phù hợp với gia chủ trong năm mới thì gia chủ phải nắm rõ kiến thức tử vi về tuổi của mình trong năm mới này. Bởi mỗi một năm qua đi thì tử vi vận mệnh của mỗi tuổi sẽ khác nhau. Do đó mà gia chủ cần nắm vững những điều này mới có thể xác định được tuổi xông đất phù hợp nhất. Và dưới đây là thông tin tử vi chung về tuổi Mậu Dần 1998 trong năm mới Quý Mão 2023. Thứ nhất là tử vi gia chủ tuổi Mậu Dần 1998 và năm mới xông nhà xông đất là năm Quý Mão 2023. Với nam nữ tuổi Mậu Dần 1998 thì sinh từ ngày 28 tháng 1 1998 đến ngày 15 tháng 2 1999 là tướng tinh con hổ, và năm nay 2023 thì gia chủ 26 tuổi. Về mệnh ngũ hành là thành đầu thổ, có nghĩa là đất trên thành. Về cung phi thì nam cung khôn mà nữ cung tốn. Về sao chiếu mệnh trong năm 2023, nam mạng bị sao thái âm chiếu mệnh, nữ mạng bị sao thái bạch chiếu mệnh. Còn về tam hợp là ngọ tuất, lục hợp là hợi, tứ hành xung là thân tị hợi. Màu sắc hợp tuổi là màu vàng, màu trắng, màu xám và màu nâu đất. Hướng hợp tuổi về nam mạng là hướng đông bắc, hướng tây, hướng tây bắc và hướng tây nam. Nữ mạng là hướng bắc, hướng nam và hướng đông nam. Còn tử vi năm mới xông nhà xông đất trong năm Quý Mão 2023. Năm Quý Mão 2023 thì bắt đầu từ ngày 22 tháng 1 năm 2023 đến ngày 9 tháng 2 năm 2024 về dương lịch. Về mệnh năm mới 2023 là kim bạch kim, có nghĩa là kim loại màu. Thứ hai là với các bước lựa chọn tuổi đẹp đến xông đất xông nhà đầu năm mới 2023 cho gia chủ Mậu Dần, người sinh năm 1998. Xông đất xông nhà đầu năm mới là một phong tục tục lệ lâu đời của người dân Việt Nam. Cha ông ta thường lý giải rằng về đêm giao thừa, tức là lúc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, đây chính là lúc thay đổi vận mệnh giữa năm cũ và năm mới, nó đánh dấu vận mệnh mới của gia chủ trong năm mới này. Chính vì vậy mà khoảng khắc giao thừa đầu năm mới, nó là một trong những điều vô cùng thiêng liêng. Nếu thời khắc đó nó diễn ra tốt đẹp suôn sẻ thì sẽ tuyệt vời, bởi vì nó sẽ đánh dấu cho một năm mới an khang hạnh phúc, thắng lợi mới. Và dưới đây là các bước lựa chọn tuổi tốt nhất đến xông nhà cho gia chủ tuổi Mậu Dần trong năm Quý Mão 2023. Về bước 1 là người đến xông đất xông nhà đầu năm mới 2023, trước tiên cần phải người có mệnh thiên can địa chi tương sinh tam hợp lục hợp với gia chủ Mậu Dần 1998 và năm xông nhà Quý Mão 2023. Tránh triệt để mời những người có tuổi xung khắc với tuổi của gia chủ 1998 đến xông nhà. Với các tuổi bị xung khắc thì bao gồm các tuổi phạm vào tứ hành xung, phạm vào lục xung, phạm vào lục hại với tuổi của gia chủ và năm xông nhà Quý Mão 2023. Bước thứ hai là sau khi đã lựa chọn được tuổi tương hợp theo bước 1 thì tiếp theo ta cần phải xem xét về nhân cách, đạo đức, sức khỏe, lối sống, tính tình, gia đình người được mời đến xông nhà. Về bước thứ ba là những trường hợp mà nơi gia chủ sống không có những tuổi đẹp nhất đến xông nhà cho gia chủ ở đầu năm. Nếu có mà nhân cách, đạo đức hoặc gia đình đang có tang thì không thể mời đến được. Và gia chủ cần tìm người có tuổi tam hợp, tuổi lục hợp với tuổi Mậu Dần 1998 có thể mời đến xông nhà xông đất cho mình trong đầu năm mới. Chú ý là gia chủ cần tránh mời người đến xông nhà đầu năm mới là người đó trong gia đình đang chịu tang, tức là trong gia đình có người mới mất, và kiêng kỵ nhất là tránh người có đại tang. Thứ ba là những tuổi đẹp nhất cho gia chủ Mậu Dần 1998 có thể mời đến xông nhà xông đất đầu năm mới Quý Mão 2023. Khi đã dựa theo được các bước xác định tuổi xông nhà năm 2023 cho gia chủ Mậu Dần 1998 ở phần hướng dẫn xem tuổi xông đất ở trên, thì kiến thức tử vi chúng tôi sẽ đánh giá về ngũ hành, thiên can địa chi tương sinh tương khắc để từ đó quy ra để kết luận tuổi tốt nhất đến xông nhà cho bạn. Và dưới đây là danh sách chi tiết các tuổi tốt nhất bạn nên mời đến xông nhà đầu năm mới cho mình là điều tốt nhất. Với người tuổi Đinh Hợi, người sinh năm 2007, về ngũ hành là ốc thượng thổ, tổng số điểm là 16/20 điểm. Người tuổi Bính Tuất, sinh năm 2006, về ngũ hành là ốc thượng thổ, tổng số điểm là 16/20 điểm. Người tuổi Tân Hợi, sinh năm 1971, về ngũ hành là thoa xuống kim, tổng số điểm là 16/20 điểm. Người tuổi Canh Tuất, sinh năm 1970,
về ngũ hành là thoa xuyến kim, tổng số điểm là 16 trên 20 điểm. Người tuổi Mậu Dần, sinh năm 1998, về ngũ hành là thành đầu thổ, tổng số điểm là 15 trên 20 điểm. Người tuổi Quý Mão, sinh năm 1963, về ngũ hành là kim bạch kim, tổng số điểm là 15 trên 20 điểm. Người tuổi Ất Mùi, sinh năm 2015, về ngũ hành là sa trung kim, tổng số điểm là 14 trên 20 điểm. Về người tuổi Ất Hợi, sinh năm 1995, về ngũ hành là sơn đầu hỏa, tổng số điểm là 14 trên 20 điểm. Người tuổi Nhâm Dần, sinh năm 1962, về ngũ hành là kim bạch kim, tổng số điểm là 14 trên 20 điểm. Người tuổi Ất Mùi, sinh năm 1955, về ngũ hành là sa trung kim, tổng số điểm là 14 trên 20 điểm. Với những tuổi đẹp ở trên, gia chủ nên lựa chọn người đến sông nhà, có thể là anh em họ hàng, bạn bè thân thiết hoặc hàng xóm thân cận là tốt nhất. Và nếu không có những tuổi đẹp theo danh sách trên, thì gia chủ nên chọn mời những người như người tuổi Ngọ, người tuổi Tuất, người tuổi Hợi để mời đến sông nhà đầu năm mới cho mình là điều tốt nhất. Về thứ tư là với các tuổi xấu khác với tuổi của gia chủ Mậu Dần 1998, tránh mời đến sông đất sông nhà đầu năm mới Quý Mão 2023. Ngoài những tuổi tốt ở trên thì gia chủ Mậu Dần 1998 cần tránh chú ý mời những tuổi dưới đây đến sông nhà, bởi đây là những tuổi đại kỵ rất xấu, rất khắc với tuổi của gia chủ. Chính vì vậy mà tuyệt đối kiêng kỵ tránh mời những tuổi này đến sông đất sông nhà đầu năm mới Quý Mão 2023 cho mình. Về người tuổi Kỷ Tỵ, người sinh năm 1989, về ngũ hành là đại lâm mộc, tổng số điểm là 3 trên 20 điểm. Người tuổi Tân Dậu, sinh năm 1981, về ngũ hành là thạch lựu mộc, tổng số điểm là 4 trên 20 điểm. Về người tuổi Canh Thân, sinh năm 1980, về ngũ hành là thạch lựu mộc, tổng số điểm là 4 trên 20 điểm. Về người tuổi Nhâm Tý, người sinh năm 1972, về ngũ hành là tang đố mộc, tổng số điểm là 4 trên 20 điểm. Về người tuổi Mậu Thìn, người sinh năm 1988, về ngũ hành là đại lâm mộc, tổng số điểm là 5 trên 20 điểm. Về người tuổi Nhâm Ngọ, người sinh năm 2002, về ngũ hành là dương liễu mộc, tổng số điểm là 6 trên 20 điểm. Với gia chủ tuổi Mậu Dần 1998, tuyệt đối tránh mời những tuổi ở trên, đây là những tuổi đại kỵ rất xấu với bạn. Chính vì vậy mà tuyệt đối không được mời đến sông đất sông nhà đầu năm mới Quý Mão 2023 cho mình. Về thứ năm là về ngày giờ hướng xuất hành đầu năm mới Quý Mão cho gia chủ tuổi Mậu Dần 1998. Sau khi gia chủ chọn được người tốt đến sông nhà đầu năm mới thì việc tiếp theo là chọn hướng xuất hành và giờ xuất hành đầu năm mới. Và dưới đây là hướng tốt, giờ tốt xuất hành trong 3 ngày đầu năm mới 2023 cho gia chủ Mậu Dần, người sinh năm 1998. Về ngày mùng 1 Tết, tức là ngày 22 tháng 1 năm 2023 về dương lịch, về hướng xuất hành là hướng Tây Nam, hướng Tài Thần, hoặc hướng Tây Bắc là hướng Nhị Thần, tránh đi về hướng chính Tây. Giờ hoàng đạo là giờ Dần, giờ Thìn, giờ Tỵ, giờ Thân, giờ Dậu và giờ Hợi. Về ngày mùng 2 Tết, tức là ngày 23 tháng 1 năm 2023 về dương lịch, hướng xuất hành là hướng Tây Nam, hướng Tần Tài, hoặc hướng Nam, hướng Nhị Thần, tránh đi về hướng chính Tây. Giờ tốt xuất hành là giờ Sửu, giờ Thìn, giờ Ngọ, giờ Mùi, giờ Tuất và giờ Hợi. Về ngày mùng 3 Tết, tức là ngày 24 tháng 1 năm 2023 về dương lịch, hướng xuất hành là hướng Tây Bắc, hướng Tài Thần, hoặc hướng chính Nam, hướng Nhị Thần, tránh đi về hướng chính Tây. Giờ đẹp là giờ Tý, giờ Sửu, giờ Mão, giờ Ngọ, giờ Thân và giờ Dậu. Về thứ sáu là về các ngày giờ khai xuân mở hàng đầu năm mới Quý Mão 2023 cho gia chủ Mậu Dần, người sinh năm 1998. Từ xa xưa đến nay thì ông cha ta vẫn có câu đầu năm mua muối, nhằm nói về tập tục mở hàng khai trương đầu năm mới an khang thịnh vượng. Đó là vào ngày giờ tốt đầu năm mới, thậm chí là ngay sau thời khắc đón giao thừa, ông cha ta cũng đã thói quen đi mua muối mang về để lấy may cho cả năm. Và dưới đây là những danh sách giờ tốt mở hàng khai trương đầu năm mới 2023 hợp với gia chủ tuổi Mậu Dần, người sinh năm 1998. Về ngày mùng 1 Tết, tức là ngày 22 tháng 1 năm 2023 về dương lịch, giờ đẹp là giờ Dần, giờ Thìn, giờ Tỵ, giờ Thân, giờ Dậu và giờ Hợi. Về ngày mùng 4 Tết, tức là ngày 25 tháng 1 năm 2023 về dương lịch, giờ đẹp là giờ Dần, giờ Mão, giờ Tỵ, giờ Thân, giờ Tuất và giờ Hợi. Về ngày mùng 7 Tết, tức là ngày 28 tháng 1
năm 2023 về dương lịch, giờ đẹp là giờ Dần, giờ Thìn, giờ Tỵ, giờ Thân, giờ Dậu và giờ Hợi. Về ngày mùng 9 Tết, tức là ngày 30 tháng 1 năm 2023 về dương lịch, giờ Hoàng đạo là giờ Tý, giờ Sửu, giờ Mão, giờ Ngọ, giờ Thân, giờ Dậu. Về ngày mùng 10 Tết, tức là ngày 31 tháng 1 năm 2022 về dương lịch, giờ đẹp là giờ Dần, giờ Mão, giờ Tỵ, giờ Thân, giờ Tuất. Qua bài viết trên thì bạn đã biết tuổi đẹp đến sông đất sông nhà đầu năm mới cho gia chủ Mậu Dần 1998, thì gia chủ đã biết mình cần mời ai đến sông nhà đầu năm mới này. Ngoài ra thì gia chủ cũng cần phải xem biết hướng xuất hành và ngày giờ mở hàng đẹp nhất trong đầu năm Quý Mão 2023. Và năm Quý Mão 2023 đang chuẩn bị đến gần những ngày đầu tiên, thì kiến thức tử vi chúng tôi xin chúc quý độc giả Mậu Dần 1998 một năm mới tràn đầy sức khỏe, tràn đầy niềm vui, an khang thịnh vượng, tấn tài tấn lộc. Đừng tiếc like và comment khi xem video này.